ra những tác hại gì? Nhiệt độ, kẻ thù số 1 của đồ điện tử. Khi sử dụng smartphone dưới cái nắng gay gắt, hoặc với nền nhiệt cao, chúng ta đôi khi để ý rằng smartphone sẽ chạy chậm hơn rất nhiều so với bình thường, xuất hiện giật, lag chuyển động, và hao pin nhanh. Bên cạnh đó, dễ thấy máy có nhiệt độ cao hơn đáng kể, có trường hợp nóng gian trên tay dù chẳng sử dụng tác vụ nào nặng, hoặc thậm chí đang đút trong túi quần. Trên thực tế, không chỉ riêng smartphone, mà tất cả các thiết bị điện bao gồm chip xử lý, pin, vi mạch đều được thiết kế để chịu được một mức nhiệt cố định sản sinh trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm những tác động từ bên ngoài như nhiệt độ, thời tiết. Do vậy, nếu phải đối mặt với quá nhiều tác động gây nóng, thì smartphone nói riêng hay những thiết bị công nghệ nói chung sẽ bị rơi vào tình trạng quá tải nhiệt. Trong đó, pin và chip xử lý là hai bộ phận dễ gặp sự cố nhất. Để hạn chế điều này, các bộ phận như chip xử lý sẽ được nhà sản xuất giới tự động hạn tốc độ như một cơ chế an toàn nhằm hạn chế việc nóng lên và đảm bảo an toàn cho thiết bị. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy smartphone chạy chậm hơn rất nhiều khi sử dụng ngoài trời nắng, dù là chỉ đọc vài dòng tin nhắn, lướt Facebook, xem YouTube. Bên cạnh đó, pin trên thiết bị cũng bị nóng lên, thậm chí có lúc xuất hiện cảnh báo, máy tự tắt nguồn và thậm chí là nổ pin nếu như quá nóng. Nếu tình trạng này kéo dài, pin và các linh kiện trên thiết bị sẽ bị giảm tuổi thọ. Sẽ dẫn tới hỏng hóc Cách giải quyết trong điều kiện thời tiết nắng nóng Để hạn chế việc smartphone nóng quá mức, dẫn tới quá tải nhiệt Người dùng cần lưu ý tránh sử dụng thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng Thay vào đó, hay lui tới những gốc cây râm mát, quán nước Cũng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng sạc pin dự phòng trong điều kiện này Bởi khi sạc, smartphone cũng sản sinh ra một lượng nhiệt rất lớn Với quá nhiều nguồn nhiệt khác nhau, linh kiện trên smartphone sẽ rất dễ hỏng Pin dễ bị chai thậm chí gây ra cháy nổ nếu quá nóng. Một số biện pháp khác có thể áp dụng như tháo bớt ốp lưng điện thoại, đóng bớt các ứng dụng chạy nền, hạn chế chơi game hay sử dụng các ứng dụng nặng, để điện thoại vào túi sách thay vì trong túi quần, chịu gần như trực tiếp ánh nắng từ mặt trời, hay đặc biệt là trong cốp xe, môi trường hấp nhiệt, nhiệt độ cao. Nguyễn Nguyễn